Alo, xin chào. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với buổi mới nhá. Thì trong buổi chiều tối muộn ngày hôm qua thì Ngân hàng Nhà nước đã có một loạt các cái văn bản liên quan đến việc giảm lãi suất điều hành. Ở đây thì theo như mặt báo đang đưa tin đây. Còn đây là cái bản gốc tại cái đường link của Ngân hàng Nhà nước ebb.gov.vn. Còn trong đó thì Ngân hàng Nhà nước đã thông báo thông qua 5 quy định 574, 575, 576, 577 và 578 liên quan đến cái việc bên này. Đấy. Đấy là thông cáo báo chí của Ngân hàng Nhà nước. Ở đây thì mình cũng sẽ đọc lại thông tin này ở đây. Ra thì hôm qua mình cũng có một cái buổi sáng nay đúng không? Một buổi quay thử bên app TikTok nhưng mà bị bóc tương tác nên là còn thua. Thực ra thì mình cũng muốn YouTube hơn đúng không? Bên này đi càng đầy đủ hơn, bên kia thì YouTube ngắn thôi. Rồi ở đây chúng ta quay lại, bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh giá là thứ nhất là chúng ta về thông tin đã đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ đến đánh giá đúng không? Và sau khi đánh giá xong thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải có một cái khuyến nghị nhỏ đúng không? Thực ra mình không ham khuyến nghị lắm, đây gọi là khuyến nghị về định hướng thôi, còn mã cổ cụ thể không rõ lắm đâu. Rồi chúng ta sẽ cùng thử những cái thông tin này đúng không? Thông tin rất là mới và theo như VN Economy đăng ngày hôm qua thì tận 9 giờ tối ngày hôm qua đúng không? Gần trước khi ngủ thì mình mới đọc được. Vậy là Ngân hàng Nhà nước đã ban hành một loạt các lãi suất điều hành rất nhiều và chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem là nó có những cái gì. Đầu tiên là tại cái quyết định là quyết định về 574 đúng không? Nhớ đây là 574 thì thứ nhất là liên quan đến lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái cấp vốn và ở đây thì sẽ giảm từ 6% và về 5,5%. Đấy là thứ đầu tiên mình nhìn thấy đúng không? Đấy. Lãi suất này là lãi suất giữa ngân hàng trung ương với ngân hàng thương mại liên quan đến thị trường sau. Rồi lãi suất tái chiết khấu. Vâng, đây lãi suất sẽ được dùng phổ biến hơn là 3,5%. Vâng, và đây là cũ đúng không? Đây là mới. Đấy. Quyết định này là quyết định mới nhé. Quyết định vào ngày 31 tháng 3. Và chúng ta sẽ áp dụng từ thứ hai tới là mùng 3 tháng thứ tư đúng không? Vâng, tức là ngay thứ hai tới đây. Thông qua quyết định là vào cuối cuối muộn, cuối rất muộn. Và cái này giữ nguyên đúng không? Thực ra thì hôm nọ cái hôm 14 tháng 3 đúng không? Cái đây khoảng hơn 2 tuần thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã có một cái thông báo về cái này và lúc đấy cái này tăng đúng không? Lúc này thì cái này lúc đấy đã đứng. Bây giờ thì đảo lại. Rồi. Và cuối cùng là lãi suất cho vay qua đêm đúng không? Đấy. Tất nhiên là bao gồm một loạt các cái và thanh toán đi bù trừ lên ngân hàng điện tử gì đấy đúng không? Và vẫn giữ nguyên là 6%. Mình hiểu trắng ra là như vậy. Và tất nhiên ở đây thì cái nào không thay đổi thì mình giữ im. Mình khỏi phải ghi. Đấy, đây là quyết định 574. Đúng không? Chúng ta đến với quyết định 575. Và ở đây thì mình có lập một cái bảng, đúng không? Bảng này thì là phụ lục các cái lần 4 lần tăng lãi suất. Chúng ta có 4 lần tăng lãi suất. Vâng, chúng ta ở đây là có 4 lần tăng lãi suất. Vâng, trong đó một lần vào tháng 9 2022, một lần vào tháng 10 2022, hai lần trước đều tăng nhé. Vâng, và cái tháng 3 này là chúng ta có hai lần. Đấy. Đây là tăng nhé, đây là tăng này và đây là giảm. Đấy. Chúng ta có hai lần quyết định như vậy. Đấy. Thì đây là bảng phụ lục mà mình đã thống kê ra. Đấy. Đây là chúng ta có cái quyết định 574 là như vậy. Trong đó thì đáng chú ý nhất là lãi suất tái cấp vốn đã giảm nhẹ 0,5%. Còn hai ông kia thì đứng im. Còn ở cái kỳ tăng đợt giữa tháng 3 thì hai thằng này giảm đúng không? Đấy kia thì đây đây đúng không? Lãi suất qua đêm tham gia ở đây đúng không? 7,6 đúng không? Đấy. Chiết khấu lúc đấy là 4,5 về 3,5 còn tái cấp vốn lúc đấy giữ im còn lần này thì giảm đấy. Như vậy nếu so sánh ba cái loại lãi suất này tôi thấy là sau hai cái đợt giảm vừa rồi đúng không? Thì cơ bản là cái tái tái chiết khấu và cái cho vay qua đêm thì đã bằng cái quyết định ngang với quyết định của tháng 10 năm ngoái và chỉ còn mỗi cái tái cấp vốn đúng không? Tức là vẫn còn cao hơn thôi đúng không? Chúng ta sẽ nhìn thấy mức độ như vậy. Còn năm ngoái có ý đây thấy hai lần tăng suất là cực kỳ mạnh mẽ và rất là dứt khoát. Rồi tại quyết định là 575, quyết định này thì liên quan đến cái mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi 5 đồng, trong đó thì cái loại không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng ấy, thì là giảm từ 1 về 0,5%. Và như vậy là lãi suất không kỳ hạn này rồi và có kỳ hạn đúng không, nhưng mà dưới một tháng thì cái này đã giảm đúng không? 1% và bây giờ thì chỉ còn 0,5% thôi đúng không? Đấy là cái thứ đã thay đổi trong trong đợt vừa rồi.
Thứ hai là cái lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi từ 1 cho đến dưới 6 tháng. Vâng, lãi suất của 1 vâng cho đến dưới 6 tháng. Đấy, chúng ta có tiếp. À, vừa rồi là 6 đúng không? Bây giờ thì nó về còn 5 rưỡi đúng không? Đấy. Còn cũng cái loại kỳ hạn này. Cũng cái loại kỳ hạn này nhưng áp dụng đối với quỹ tín dụng nhân dân đúng không? Quỹ tín dụng đúng không? Và tổ chức tài chính vi mô gì đấy mình viết tắt như vậy là giảm từ 6,5 và đến đây thì chỉ còn có 6% thôi. Và vẫn tiếp tục như vậy đúng không? Là lãi suất mà từ 6 tháng trở lên. Thì cái này là tùy tùy đúng không? Tùy tùy cung cầu chứ nó không, ngân hàng nhà nước không can thiệp vào cái bộ môn này và chúng ta chỉ can thiệp vào cái kỳ hạn ngắn thôi. Và đấy là cái quyết định 575 đúng không? Và tại quyết định 575 này thì chúng ta có ba 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 cái bảng sau đúng không? Đấy. Và chúng ta dễ thấy đúng không? Và đây đây đúng không? À, có thể thấy quyết định này là trong cái kỳ giữa tháng 3 là đỉ im đúng không? Và mình thấy đánh giá cái lãi suất này là rất chủ chốt. Và toàn là lãi suất giữa tổ chức tín dụng ngân hàng thương mại với khách hàng đúng không? Tuy nhiên là mức độ giảm thì có thể thấy là nó không lớn, nó chỉ 0,5% thôi, trong khi hai lần tăng lãi suất năm ngoái thì cực kỳ mạnh mẽ đúng không? Và bốc một phát là bốc một phát là rất mạnh, rất khoát, 0,5 lên 1. Đây là 5 lên 6 đúng không? Nhất là đặc biệt là cái kỳ hạn này. Mình nghĩ là kỳ hạn này sẽ được rất nhiều người quan tâm. 5 lên 6. Lần này thì 4 lên 5, 5 lên 6 thì chỉ 5 rưỡi thôi. Và có kỳ hạn không dưới dưới 1 tháng thì chắc là ảnh hưởng không không mạnh. Vâng. Và kỳ hạn bốc rất dứt khoát. Vâng, mình có thể thấy là mức độ thận trọng rất là cao. Vâng, mình thấy mình nghĩ là đây là vẫn còn mức độ thận trọng. Và tăng thì tăng nhanh, 4 đến 5, 5 đến 6, 6 thì chỉ về có từ kia thôi. Chúng ta đến với tiếp tục là đến cái quyết định là 576. Và chúng ta có bảng tiếp thôi. 576 đây. Và quyết định này thì liên quan đến cái việc là lãi suất cho vay ngắn hạn đúng không? Vâng, bằng tối đa bằng viên đồng đúng không? Và của tổ chức dụng đối với khách hàng cho vay để đáp ứng một số lĩnh vực đúng không? Và ngành kinh tế đúng không? Ta quyết định tại cái thông tư gì đây đúng không? Đấy. Thế thì lãi suất cho vay đúng không? Tối đa và tất nhiên là mình hay gọi là ưu tiên đi đúng không? Chúng ta chắc là lĩnh vực gì đây? Là áp dụng ở đây là từ từ 5 và về 4 rưỡi. Và đấy là như vậy. Và thứ hai là nếu cũng ở cái khoản này như của quỹ quỹ tín dụng đúng không? Và tổ chức tài chính vi mô thì nó đã giảm một phát là từ từ 6 đúng không? Và về còn 5 rưỡi. Và bây giờ chúng ta nhìn tiếp cái bóng này. Và đây mình lùi lại tí nhìn cho nó thoáng. Rồi. Và cũng tại quyết định này thì chúng ta có đây. Như vậy lần trước tại quyết định là 4 rưỡi, 5 rưỡi đúng không? 5 rưỡi lên 4 rưỡi, 5 rưỡi, 5 rưỡi lên 6 rưỡi. Sau đó thì cái đợt ở giữa tháng 3 thì giảm 0,5, đến đây là khối 5. Như vậy là đã bằng quyết định của tháng 10 năm ngoái rồi. Và như vậy là có thể chúng ta sau hai lần giảm đúng không, của tháng 3 thì gần như là chúng ta đã gần về với quyết định tháng tháng 10 năm ngoái. Và vậy có thể là hai lần giảm thì gần bằng lần tăng của tháng 10 2022. Tất nhiên ở đây chúng ta chưa chưa thể kỳ vọng về đến tận cả cái lần của tháng 9 rồi, rất sâu. Cuối cùng là hai quyết định nhẹ nhàng hơn. Quyết định nhẹ nhàng hơn đây là quyết định 577. Cái này nó chỉ là tiền gửi. Vâng, và tiền gửi thì của kho bạc và bảo hiểm tiền gửi. Vâng, tại ngân hàng nhà nước. Vâng. Lãi suất tiền gửi. Vâng, lãi suất tiền gửi tất nhiên ở đây hình như là tối đa thì phải. Hay gì đấy của kho bạc nhà nước bảo hiểm tiền gửi. Vâng. Tại ngân hàng nhà nước thì là 0,8. 0,8 và về còn 0,5. Bên này thì không biết có nhiều không. Và đấy là quyết định 577 đúng không? Và cuối cùng thì chúng ta đến với quyết định cuối cùng là quyết định 578 đúng không? Quyết định này thì cũng vẫn là lãi suất tiền gửi đúng không? Nhưng mà lần này thì áp dụng cho ngân hàng phát triển này. Tiền gửi thì có VTB là ngân hàng phát triển này. Ngân hàng chính sách này. Rồi cũng quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng. Rồi. Và cũng giảm từ 0,5 về 0,8 về 0,5. Như vậy trong rất nhiều quy định này và thực sự là đáng chú ý nhất đúng không? Chính là liên quan đến cái quy định này. Và tuy nhiên là vẫn thể hiện mức độ thận trọng rất là cao đúng không? Tuy nhiên rõ ràng là nó sẽ góp phần giải quyết rất nhiều thứ. Thế thì câu hỏi đây là
là ở đây thì vẫn là thận trọng rồi đúng không? Vẫn là thận trọng là và câu hỏi là nguyên nhân đúng không? Chúng ta cần phải nói là nguyên nhân là tại sao ngân hàng nhà nước lại giảm lãi suất lần này. Và tất nhiên ở đây nó sẽ có cái bối cảnh. À, chúng ta có bối cảnh đúng không? Để chúng ta lý giải về hiện tượng. Thứ nhất là như vậy trong vòng khoảng 15 ngày gần đây đúng không? Thì ngân hàng nhà nước đã hai lần ban hành các quyết định giảm giảm các lãi suất chủ chốt điều hành đúng không? Việc ban hành các cái quyết định này trong bối cảnh sản xuất kinh doanh là gặp cực kỳ nhiều khó khăn đúng không? Vậy là sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, cái này chắc chắn rồi. Và mình cũng biết là cái dư nợ à cái tăng trưởng tín dụng nó tăng cực kỳ chậm. Vâng, theo 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 rất nhiều các bài báo nhá. Là đến mùng 9 tháng 3 thì mới đạt có 1,12. Và nếu mà theo như cái này ấy, thì mới chỉ có 2% thôi. Vâng. Và trong khi tăng trưởng tín dụng là rất chậm. Vâng, có gọi là mới gọi là hơn 2% và rất chậm. Vâng, trong khi là bản thân ngân hàng nhà nước là người ta đặt kế hoạch là mới 45%. Nhưng mà đến hết quý 1 thì mới chỉ được hơn 2. Kế hoạch nhé. Là 2,3 là chỉ là cần phải đạt là 14 đến 15%. Và nếu mà theo là đây giới phân tích dự báo tín dụng sẽ tăng và có thể là chỉ đạt được 10 đến 12%. Và đấy, như vậy là có thể là cầu cầu tín dụng là suy yếu. Và động lực xuất khẩu thì giảm mạnh. Vâng, xuất khẩu giảm mạnh. Và ở đây thì chúng ta rõ ràng là chúng ta có cái bảng đúng không? Bảng này đây chúng ta có thể biểu hiện trạng thái. Ví dụ như là hạn như là về xuất khẩu. Vâng, xuất khẩu thì 2 tháng đầu năm là 49 tỷ, cùng kỳ năm ngoái là 54 tỷ và đến giờ xuất khẩu đã giảm 10%. Trong khi cùng kỳ năm ngoái là tăng 11%. Và đấy là cái số liệu đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy đúng không? Như vậy là 2 tháng 2023 đúng không? Là xuất khẩu giảm 10%. Đấy là mình đã nhìn thấy. Thế còn nhập khẩu thì giảm 16,7%. Vâng, nhập khẩu thì giảm 16,7%. Vâng, trong đó thì như vậy là tính chung đúng không? Là tổng 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 gọi là tổng xuất khẩu đúng không? Tổng xuất khẩu là từng này đúng không? Vâng, 95 mà trong khi năm ngoái là 109, như vậy là hình như cũng giảm rất mạnh. Giảm 14 tỷ, 14 mà trên cái gốc kia ít nhất là phải 13%. Đây là tổng giảm khoảng 13%. Đấy mình ước rồi nhé. Đây là cái số liệu thống kê hiện nay là bây giờ tháng 3 thì chưa có rồi, chắc chắn là phải ít hôm nữa mà chúng ta mới nhìn thấy cái số liệu này. Đúng không? Thế thì có thể thấy là cực kỳ khó khăn. Vâng. Rồi động lực tăng trưởng đây GDP của năm quý 1 đúng không? GDP của quý 1 2023 của Việt Nam nhé. Là mình nếu mình đọc được ở đâu là đây 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 đúng không? Chúng ta có thống kê đây. Và GDP quý 1 là chỉ tăng có 3,32% thôi. Vâng, là đạt có 3,32%. Và nó chỉ hơn đúng cái quý 1 của năm 20. Vâng. Quý 1 của năm 20 thì nó chỉ thấp một tí thôi, nó chỉ 3,21 tí là cái quý bị chúng ta bị Covid. Đúng rồi. Và tính cho cả cái giai đoạn là cực kỳ dài đúng không? Giai đoạn là 12 năm đúng không? Từ năm 2011 cho đến 2023 này. Và như vậy có thấy là suy thoái và ảnh hưởng rất nhiều đến Việt Nam. Vâng. Các nước phát triển đã bắt đầu tránh được suy thoái đúng không? Rồi thứ hai là có quyết định điều chỉnh trên ra. Vâng, như vậy là bối cảnh kinh tế toàn cầu thì rủi ro cao đúng không? Toàn cầu thì hiện nay đang rủi ro cao. Rồi rủi ro về tài chính. Vâng, lạm phát cũng cao. Đấy, rủi ro toàn cầu thì rủi ro cao, lạm phát thì cao đúng không? Rồi bất ổn tài chính đúng không? Ví dụ như mình thấy là ở Mỹ là có ba banh phá sản. Vâng, ở bên Thụy Sĩ đúng không? Là phải có vụ sáp nhập UBS đúng không? Vào CS vào UBS đúng không? Ngân hàng số 2 và ngân hàng số 1. Vâng. Do đó thì cái việc này nó sẽ làm giảm cái áp lực. Đúng không? Giảm áp lực của ngân hàng trung ương các nước là thắt chặt tiền tệ đúng không? Đấy là một cái điều kiện cực kỳ quan trọng. Đúng không? Đây. Đúng không?
ngân hàng trung ương nước là người ta cực kỳ thận trọng đúng không, cho cái việc thắt chặt kinh tế tiếp theo, bởi vì sau những lần tăng rất mạnh của ngân hàng trung Mỹ năm ngoái thì bắt đầu có những bất ổn rồi đúng không? Cho nên là và biểu hiện đây là Fed là trong cái kỳ tăng lãi suất rồi thì họ chỉ tăng có 0,25% vào hôm 22 tháng 3, và dự kiến là còn lần nữa tăng nữa đúng không, là chúng ta sẽ vào tháng tháng 5 đúng không. Như vậy là Fed đúng không? Là hôm tháng tháng 3 mới rồi đúng không, là họ mới chỉ cộng thêm tăng 0,25% đúng không? Và còn một lần nữa vào tháng tháng 5 đúng không? Tức là 2 tháng nữa. À, tức là bây giờ này chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Và như vậy là khả năng là sẽ chậm lại rất nhiều đúng không? Vậy là nó khác hẳn năm ngoái. Năm ngoái có rất nhiều lần tăng lãi suất mà năm nay chậm hẳn rồi, nên là áp lực đối với chính ngân hàng nhà nước cũng rất là chậm đúng không? Cuối cùng và một điểm nữa đây là lạm phát của Việt Nam thì chậm lại, và lạm phát ở Việt Nam thì tháng 1 là 4,89, đến thời kỳ tháng 3 bây giờ thì thậm chí chỉ còn có 3,35 thôi. Như vậy rõ ràng là lạm phát đang giảm dần, và nguyên tắc ở đây là lãi suất thực dương, cho nên là đến giờ thì nếu mà ngân hàng nhà nước có giảm lãi suất thì nó vẫn cao hơn xuống rất nhiều đúng không? Do đó là chúng ta có bối cảnh là